Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Điểm tin bóng đá. Ngay sau đây xin gửi đến các bạn bản tin bóng đá sáng ngày hôm nay, mùng 4 tháng 6 với những thông tin đáng chú ý sau đây. Quý vị và các bạn thân mến, Đoàn Văn Hậu là một trong những cái tên được quan tâm trên thị trường chuyển nhượng của giải vô địch quốc gia Indonesia. Kể từ mùa giải 2023-2024 Liga 1, giải vô địch quốc gia của Indonesia đã có một sự thay đổi lớn trong quy định về cầu thủ ngoại. Theo quy định cũ thì mỗi câu lạc bộ được đăng ký 4 ngoại binh, trong đó bao gồm một cầu thủ châu Á. Quy định mới đã tăng số lượng ngoại binh lên thành 6, trong đó có một suất dành cho cầu thủ Đông Nam Á. Mới đây thì tờ Libero.id của Indonesia đã gây bất ngờ khi giật dòng tít. Trụ cột đội tuyển quốc gia Việt Nam, hậu vệ Đoàn Văn Hậu rất đáng được các câu lạc bộ tại Liga 1 chiêu mộ. Tờ này viết: Đoàn Văn Hậu được đánh giá là một trong những cầu thủ hot nhất trong mùa chuyển nhượng tới. Cậu ấy xứng đáng được mang về để lấp đầy suất cầu thủ Đông Nam Á tại Liga 1 ở mùa giải tới. Tờ báo của Indonesia còn phân tích những lý do là Văn Hậu được xem là bản hợp đồng phù hợp tại Liga 1. Điểm mạnh nổi bật của Văn Hậu là sự đa năng. Cầu thủ này thi đấu ở vị trí hậu vệ cánh trái tại Hà Nội FC. Nhưng khi lên đội tuyển Việt Nam, Văn Hậu thích nghi tốt với vai trò cầu thủ chạy cánh trong hệ thống sơ đồ ba trung vệ. Khả năng tấn công của Văn Hậu là rất nổi bật. Anh này thường tung ra những quả tạt chất lượng từ cánh trái. Tại V-League năm nay, Văn Hậu đã có 3 đường kiến tạo trong màu áo mới câu lạc bộ Công an Hà Nội. Ở đấu trường cúp quốc gia, cầu thủ này ghi bàn trong chiến thắng 3-1 trước Khánh Hòa. Một ưu điểm lớn khác là kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Văn Hậu đóng vai trò trụ cột tại đội tuyển U19 Việt Nam trước khi tỏa sáng ở những cấp độ đội tuyển cao hơn. Năm 2017, anh ra mắt đội tuyển quốc gia khi mới 19 tuổi. Trong khi đó thì trên trang Transfermarkt, Văn Hậu hiện được định giá khoảng 275.000 euro, tương đương khoảng 7 tỷ đồng. Đội bóng nào muốn có được chữ ký của Văn Hậu cần phải bỏ ra số tiền lớn bao gồm phí chuyển nhượng và phí lót tay. Thực tế thì thương vụ Văn Hậu sang Indonesia là rất khó xảy ra. Hậu vệ gốc Thái Bình mới chia tay Hà Nội FC gia nhập Công an Hà Nội hồi đầu mùa giải 2023 với bản hợp đồng có giá trị khủng bậc nhất lịch sử chuyển nhượng Việt Nam. Còn theo nguồn tin của Bóng Đá Plus, ngoài Văn Hậu, Quế Ngọc Hải thì cựu đội trưởng đội tuyển Việt Nam cũng là cái tên được quan tâm lớn tại Liga 1. Nhưng cũng như người đồng đội Văn Hậu thì khả năng cầu thủ xứ Nghệ chấp nhận đánh đổi sang Indonesia chơi bóng là rất thấp. Dưới góc nhìn của mình thì chuyên gia Vũ Mạnh Hải cho rằng là việc Quang Hải, Ngọc Hải hay là Văn Hậu không nên sang Indonesia chơi bóng. Theo tôi thì trình độ giải vô địch quốc gia của Indonesia có lẽ là còn kém tại V-League, nên cầu thủ Việt Nam mình có sang đó thì cũng chỉ là thay đổi môi trường. Tất nhiên thì sang đó để thay đổi môi trường cũng là một điều thú vị. Nếu phía Indonesia đưa ra các đề nghị có khía cạnh về tài chính tốt thì tội gì mà các cầu thủ không đi. Nhưng nếu để mong chờ sang đó trau dồi và tiến bộ về chuyên môn thì hơi khó. Cựu danh thủ thể công cho rằng nếu để cải thiện về chuyên môn thì tại khu vực Đông Nam Á chỉ có duy nhất là Thái Lịch phù hợp cho các cầu thủ Việt Nam. Tại khu vực Đông Nam Á, nếu cầu thủ Việt Nam có ý định xuất ngoại thì Thái Lan sẽ là điểm đến tốt. Dẫu sao thì bóng đá chuyên nghiệp của Thái Lan cũng tốt hơn chúng ta. Trình độ của họ là cao hơn tại V-League. Nếu ở Thái Lịch tốt thì cầu thủ Việt Nam có thể chơi 1 hoặc 2 năm. Nếu còn trong độ tuổi sung mãn thì sang tiếp Nhật Bản hay là Hàn Quốc. Cho rằng cầu thủ Việt Nam vẫn có thể sang Indonesia để thay đổi môi trường và kiếm thêm tiền. Nhưng chuyên gia Vũ Mạnh Hải đặc biệt lưu ý Văn Hậu không nên đi, bởi lẽ những năm qua có một bộ phận giới mộ điệu ở Indonesia không thích ngôi sao quê Thái Bình. Vừa rồi tôi thấy truyền thông tại Indonesia tại sao cứ nói mãi về việc mua Văn Hậu. Có ẩn ý gì ở phía sau hay không? Một bộ phận người hâm mộ tại bóng đá Indonesia cũng đã ghen ghét Văn Hậu trong thời gian dài. Với riêng Văn Hậu thì tôi nghĩ là không nên sang Indonesia vì nơi đây có nhiều người không thích cậu ấy. Bóng đá Indonesia có nhiều điều quá khích nên cần cẩn trọng. Về trường hợp của Quang Hải thì ông Vũ Mạnh Hải cho rằng không nên sang Indonesia vào lúc này với lý do khác so với Văn Hậu. Tôi nghĩ trong thời điểm này thì Quang Hải không nên sang Indonesia. Để cứu vãn sự nghiệp thì cậu ấy nên về nước để tìm lại phong độ cũ. Tôi rất lo cho Quang Hải và Công Phượng. Bóng đá cần có sự nhạy bén và linh hoạt của cả cơ thể lẫn đầu óc. Nếu anh không được thi đấu thì phản xạ của cơ thể và đầu óc sẽ dần mòn đi. Điều tốt nhất với cả Quang Hải lẫn Công Phượng là quay trở lại V-League để tìm phong độ đỉnh cao. Nếu hồi phục tiếp, hãy đi tiếp. Chứ cứ cố xuất ngoại, luôn sẽ chỉ tự mình làm hại mình.
Tựu chung lại thì cựu danh thủ thể công cho rằng các cầu thủ Việt Nam khi xuất ngoại cần có những phân tích về chuyên môn thật cụ thể để tránh thất bại như các trường hợp của Quang Hải, Tuấn Anh, Công Phượng hay là Xuân Trường. Cầu thủ Việt Nam đi đâu thì đi cần tính toán kỹ, nơi tới phải phù hợp về chuyên môn, phù hợp với khả năng của mình. Anh đã hay ở Việt Nam đâu có nghĩa là sang nước khác cũng hay. Việc tìm kiếm một bến đỗ mới, nhất là khi xuất ngoại, cần những phân tích về chuyên môn rất chi tiết. Ví dụ về thể lực của anh là như thế nào, nơi anh sắp sang là họ yêu cầu ra sao, các cầu thủ ở giải đó chạy trung bình mỗi trận là bao nhiêu, liệu anh có đáp ứng được không? Như chuyện của Quang Hải đi Pau FC, có lẽ những người hỗ trợ cho cậu ấy đã không tìm hiểu kỹ giải hạng 2 của Pháp chơi như thế nào. Cầu thủ của League 2 quá khỏe, gần bằng League 1. Các cầu thủ tại châu Âu, châu Phi, châu Mỹ có tố chất cơ thể là rất khỏe. Họ có thể có kỹ thuật bằng mình, nhưng họ khỏe hơn, bền bỉ hơn và thi đấu tốt hơn mình, trụ lại được tại League 2. Mình kỹ thuật thì chưa chắc đã hơn họ, thể lực lại kém hơn. Các thứ khác yếu thì làm sao mà có thể đọ với họ được. Nên khi xuất ngoại thì cần tính toán hết sức cụ thể, rõ ràng, cần có sự tham mưu tốt. Ngoài câu chuyện thể lực thì còn rất nhiều vấn đề khác nữa, không thể bỏ qua được. Chuyển sang thông tin khác, các bạn thân mến, vượt qua những giây phút khó khăn thì đội tuyển U20 nữ Việt Nam đã có một khởi đầu ấn tượng tại vòng loại thứ 2 giải U20 nữ châu Á 2024. Bước vào trận đấu, U20 nữ Iran cho thấy sự tự tin cao độ dù phải thi đấu tại sân khách. Các cầu thủ đến từ Tây Á đẩy cao đội hình chơi pressing với ý đồ sớm có được bàn thắng dẫn trước. Và chỉ mất 9 phút thì họ đã tìm được mảnh lưới của khung thành thủ môn Kiều My. Trong tình huống tấn công từ cánh phải của U20 nữ Iran thì hậu vệ Như Quỳnh đã để bóng chạm chân và đi vào lưới một cách đáng tiếc. Nhưng U20 nữ Việt Nam đã nhanh chóng san bằng tỷ số đúng một phút sau đó. Ngọc Minh Chuyên đã thoát xuống bên cánh phải và thực hiện đường căng ngang vào trong vòng 5m50. Ngọc Anh sau hai nỗ lực dứt điểm đã đưa bóng vào lưới và đưa trận đấu về vạch xuất phát. Những phút tiếp theo, U20 nữ Việt Nam là đội làm chủ thế trận. Dưới sự cổ vũ nhiệt tình của các khán giả, đoàn quân của huấn luyện viên Akira đã có tình huống phối hợp lên bóng rất nhuần nhuyễn và đẹp mắt. Bàn thắng thứ hai đến như một điều tất yếu, vẫn là từ cánh phải. Thanh Thảo đá phạt treo bóng đầy hiểm hóc vào vòng cấm địa. Ngọc Minh Chuyên có mặt đúng lúc để đệm bóng cận thành nâng tỷ số lên 2-1 cho U20 nữ Việt Nam. Bước sang hiệp thi đấu thứ hai, đội chủ nhà vẫn duy trì nhịp độ tấn công dồn dập. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, U20 nữ Việt Nam cuối cùng cũng đã tìm được bàn thứ ba ở phút 64. Ngọc Minh Chuyên lấy bóng ở sát đường biên ngang bên cánh trái và trả ngược vào trung lộ. Cú dứt điểm của Hoàng Văn đã bị đội bạn chặn, nhưng Lê Thị Trang đã kịp ập vào để kết thúc tình huống bằng một bàn thắng. Dẫn trước hai bàn, U20 nữ Việt Nam chủ động giảm nhịp độ trận đấu. Những tưởng là cách biệt sẽ được duy trì đến hết phút 90 thì bất ngờ xảy ra ở phút 88. U20 nữ Iran được hưởng quả penalty khá may mắn và Hasti đã thực hiện thành công để rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3. Dù vậy thì U20 nữ Việt Nam vẫn bảo toàn cho khung thành trong những phút còn lại của trận đấu để giữ vững chiến thắng. Với 3 điểm có được, thầy trò Akira giành lợi thế lớn trong cuộc đua với vé vòng chung kết U20 nữ châu Á 2024.